quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, nay bán mai nghỉ mốt ca đi Mỹ luôn. Ai có nhu cầu mua thì hãy ghé webshop.vn nha. Cái bức tường UE trên cái màn hình TV mà các bạn đang thấy là một cái gì tướng? Thôi vô chặn rồi biết nha. Từ game mày anh nhà hết cái bài này cái bời quá. Từ game mày anh nhà hết cái bài này cái bời quá. Adu, hello, em khỏe không ba đi? Em khỏe hay không khỏe mà cũng đứng bụi đó mày chơi đi. Anh đang gọi là không công phạm nước giếng nha. Tôi đứng đây thì mấy nay đều hiểu chuyện gì xảy ra đúng không? Đó là nhà cô to không ba đi. Trời ơi, luôn bù của em ở đây. Cái bù của em dành chi không biết nữa. Của em nha, em giọt nè. Nó chơi quá đẻ luôn các bạn ơi. Tôi nói cái kiểu này nó không bao giờ nó lỗi thời được mấy nay à. Cho nên là mấy nay nào mà chơi vị tướng cầm rừng đi đó á. Cái vị tướng mua đá đi rừng thì hãy nhớ cái mẹo này ở dàn đầu game nha. Nhưng mà cái đậu hỏng đậu xanh rau má nó ở bên khu vực bên kia thì con teo anh ái là con Arum nó đã cẩu cái màu xanh của mình đi rồi các bạn ơi. Ý quên chào các bạn nữa, hú le chào xin tất cả bà con cô bác anh chị mấy cô gì cà chú xím nha. Trời khỏi lo đi, tôi dán ba cái miếng cường lực rồi mấy anh hai nói sao đi. Ở trời ơi luôn con mẹ teo ná nó tống miếng đập thẳng mặt vô tường mà súng luôn cái răng cửa rồi. Nó chưa đẹp, chưa kịp tán luôn á là nó đã súng cái răng cửa vì nó úp mặt vô tường rồi các bạn ơi. Một vài tống miếng hết tức là giữ dằn dện, giữ dằn bà chằng đến từ con mẹ teo ná mấy anh hai à. Á đu mày khe bố hả, thích là quất nè, thích là chơi, thích là đập nè, thích là xuống xác luôn, thích là chạy luôn chứ chuyện đâu chẳng gọi là chém lại cắm đầu chạy điên thôi các bạn. Cái này mình chỉ các bạn nhiều đúng không, chạy không phải là nhục các bạn ơi mà nó còn nhục hơn cái chữ nhục nữa, mà miễn sao giữ được cái tánh mạng mà đặc biệt là hai cái bộ bùa trong người của mình nó không mất là được rồi các bạn ơi. Còn nó chửi sao, nó chửi mình nhục cái gì kệ nó, miễn sao mình sống là được rồi nha. Thì xin chào tất cả bà con cô bác anh chị mấy cô gì cái chú thím nha, đã ghé xem cái kênh cái YouTube bé các phấn đây cái mình TV của em nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè các bạn ơi, có rất là nhiều sự lựa chọn của bạn luôn. Một là con đồng, hai là con dơi, ba là cái con bùa xanh của nó, mà con bùa xanh của nó chưa ra đúng không, thì 2 phút mười mấy vậy nó sẽ ra đó các bạn. Tại vì nãy các bạn đã cúp bùa xanh của nó nhớ không, nó qua cúp cho mình, cúp lê luôn cho mình luôn. Bây giờ Nguyên Lên nó đang đi Mỹ rồi, nó chưa ra kịp đâu, nhưng mà cái đậu xanh nó chưa lê mà bốn mình hai ơi, cái kiểu nào nó cũng biết tôi vô cúp à. Ông thôi giàu bỏ mẹ rồi, cố gắng ăn lẹ rồi giọt các bạn ơi, để không là bỏ mẹ rồi còn Alistair rồi xong rồi bố mày chuẩn bị xanh rồi, bố mày xanh rồi, 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 thôi giọt các bạn ơi, không chơi được các bạn ơi, cái đầu xanh tôi chết đồng đội tôi rồi các bạn ơi. Là tôi chưa level 4, chứ mà tôi level 4 là cái đầu xanh tôi cũng chạy luôn. Thầy ba đánh một con trọt cũng què các bạn ơi. Ủa ai đánh một con trọt cũng què mà ba lần nó bù vô á. Thằng Aster nó chối, con mát nó đập, con Omen nó quất. Ủa con mát là đồng bọn mình mà mình nói cái giống con đùi vậy ta. Nói chung là ba lần mà đánh một thì chỉ có nhập viện các bạn ơi. Cho nên là mình không chơi lại nha. Nói chung thì các bạn hãy tập chơi cái tánh giống như mình vậy đó. Thích là quất nè, thích là chơi nè, thích là đập tích xuống lát luôn. Mà chơi cảm thấy mà chơi không lại thì chỉ có cắm đầu tôi nói auto chạy điên thôi nhớ mấy anh này. Chứ đừng có hổ báo cáo chồng xuống sát luôn là auto bỏ mẹ nha. Ý, thằng Mát nó đang tham gia combat trên kia các bạn à. Để mình ra đây mình đép trụ hộ nó nha. Để không mất trụ sẽ rất là nguy hiểm các bạn ơi. Cái chất tướng của con Omo này nó phá lén nhanh lắm các bạn. Con Omen này nó phá lén nhanh lắm các bạn ơi. Cho nên là mình phải ra đép nha. Thì hôm nay tại sao mình lại chơi cái skin siêu việt thì chắc chắn các bạn cũng đều hiểu rõ rồi đúng không? Đó chính là cái anh gọi là anh skin mua rừng đi rách skin siêu việt này nè. Nó đã vô đá quý rồi mấy nay à, chứ nó không còn nằm trong sổ sứ mệnh nữa nha. Mà nó còn nằm sổ sứ mệnh các bạn cũng không có mua được đâu, vì nó đã qua đợt rồi. Và hôm nay thì nó đã gọi là nó đã vô kho báu rồi các bạn ơi. Thì đây sẽ là một tin cực kỳ rất là vui cho những bạn nào mà thích chơi cái vị tướng camu rừng đi rách luôn nha. Các bạn sẽ có một cái skin siêu việt khi các bạn bỏ một viên đá quý ra nha. Cái gì kia này khỏi bàn rồi các bạn, rất là đẹp luôn. Ta nói nhìn nó phe, nó đẻ gì đâu nó mấy nay. Khi mà các bạn chơi Liên Quân Mobile, các bạn cầm được một cái skin cực kỳ đẹp là các bạn chơi cực kỳ thoải mái và một cái sự tự tin cho các bạn rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ nói sao nữa các bạn, đập bò mà mày luôn nè, tức là quốc nè, tức là chơi nè, tức là đập, tức là xuống xác luôn, coi con nào xuống răng cửa. Trời ơi luôn, siêu việt
nó là dành cho anh, gọi là anh Modern D-Rat và Analyzer, nằm một đống xanh cỏ ngay cái bụi cỏ luôn rồi các bạn ơi. Còn bây giờ mình làm gì ta? Thôi cũng đi phá lén các bạn ơi, với lại tận dụng là cái thằng quý len nó đang quy tiên thì mình qua mình lụm cái bùi xanh của nó tiếp. Mình mượn mình xài đỡ hoài luôn các bạn, kiểu này chắc nó ức chế mình lắm á. Nhưng mà nó ức thì kệ nó chứ, có liên quan tới mình các bạn, miễn mình cúp được cái bùi xanh của nó, mình cúp được bất cứ con bùa nào của nó là mình đã gọi là mình đã soạn khoái, mình đã tội nguyện rồi các bạn ơi. Outgirl, khi mà phá xong cái trụ này thì chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè? Qua chọn con rồng các bạn ơi. Đây mục tiêu đã hết rồi, cái trụ dưới kia mình cũng đã mất rồi thì không nên xuống ép cái thằng Omen làm gì hết nha, vì nó rất là trâu các bạn à. Cho nên là mình phải lựa chọn con rồng này để mình mang lại lợi thế cho team của mình nha. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều rồi, mình là với vai trò một người là vị trí đi rừng, thì các bạn ở giai đoạn đầu game các bạn hãy cố gắng ăn con rồng để mang lợi ích lại cho team của mình nha. Các bạn không ăn rồng là các bạn sẽ khiến cho team của bạn cực kỳ thọt luôn đó. Cái đầu xanh mày là xanh nó chưa xanh luôn mấy nay ơi, nó hên quá, nhưng mà mình sẽ vô mình đập bỏ mà nó luôn nè. Mày giải tán đi ha, không có farm cái gì ở đây, ở đây đã tất kẻ đã bị niêm phong đâu cơ, lụm cái bùa đỏ của nó luôn. Mày làm sao mày tích mày nhào vô đây nè bù mày lại. Em giỡn anh ơi, em giỡn anh ơi, em giỡn à. Cái đậu xanh nó chỉ ngu lấy tiếng rồi các bạn ơi, nhưng mà không sao, bố mày lại ngán mày quá cơ nè, tích là quất nè, tích là chơi đập xích xuất to mà mày luôn này. Ơ chanh ơi, chanh là xanh giùm cái giòn các bạn ơi, hên quá. Bật chiêu hai kịp chứ không là bây giờ tôi cũng bỏ cái bùa nó lại đây và tôi đi quả tiễn về chung với thằng Willen rồi mấy anh hai à. Chiêu 2 á, các bạn hãy cố gắng sử dụng sao cho nó hợp lý nha. Cái chiêu 2 của vị tướng Modern D-Rat này nó rất là nguy hiểm, nó rất là lợi hại đó các bạn à. Để các bạn né những cái skin của chẳng hạn là cái chẳng hạn là cái sát tương của cái tế đàn luôn bắn vào các bạn, khi các bạn bật chiêu 2 lên đúng lúc là nó cũng vẫn không vô đam các bạn đâu nha. À mà không những là đam không đâu, mà tất cả những cái hiệu ứng á, nó vào các bạn khi các bạn bật chiêu 2 lên đúng lúc. Chẳng hạn như con teo aná đi, nó bắn lên tiêu vào các bạn bật chiêu 2 lên là né được cái gọi là cái choáng cái hiệu ứng của nó luôn nha. Nhưng mà khi mà con Alistair với lại con Arum mà nó đứng gần các bạn đừng có nghĩ là chiêu 2 các bạn sẽ né được hay là in tiêu các bạn sẽ né được nha. Nó chói các bạn được đó, và khi nó chói là các bạn không thể chạy được đâu. Ở thì theo các bạn như thế nào thì mình không biết, nhưng mà riêng mình khi mà mình chơi cái vị tướng Murad này nè, mà mình đối đầu với những vị tướng bên kia mà nó có con Arum hay là con Alistair là mình cực kỳ khó chịu luôn. Vì sao? Vì nó bị vậy nè các bạn, cái đầu nó bị vậy nè. Sao quên? Thứ gì đó các bạn ơi, bố cái xanh ơi, xanh ơi, xanh xanh giùm cái giọt các bạn ơi. Trời ơi, trắng máu tôi luôn bên đây à. Đó, cái con Alistair với là con Arum đó là một cái vị khắc tinh của vị tướng Murad này đó các bạn à. Vì con Murad này nó rất là mỏng, mà các bạn đang tiếp nội tại các bạn bay ra đi, hoặc là các bạn giật về mà các bạn thấy nó auto nó chói các bạn luôn nha. Các bạn không có làm được cái gì đâu. Đó thì theo mình nghĩ chắc là không phải gì riêng mình đâu, và tất cả những bạn nào mà chơi cái vị tướng Murad thì chắc chắn luôn là các bạn sẽ rất ngại khi đối đầu với lại vị tướng Alistair với lại Arum đúng không? Vì các bạn chỉ cần lao ra là nó chói các bạn rồi, các bạn không có làm được bất cứ gì hết, nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà chính vì điều đó các bạn cũng đừng có nhùng á nha, các bạn cũng đừng có sợ nó, rồi các bạn áp đặt tâm lý các bạn sẽ không đánh được nhau nha. Các bạn cứ một cái tư tưởng cho mình, cái đầu xanh của mày làm sao đập bò mà hết luôn chứ ngán gì cha con mấy này các bạn. Ơi ơi, ngô mô đang hoàng hoại các bạn ơi, nhưng mà anh ấy cũng đã lên dễ rồi, và anh quý lèn đang chạy vô cái dòng của con này làm gì đây, rồi mình thấy nó luôn các bạn. Nó tưởng nó Nguyễn Thị Mẹ các bạn ơi, nó chạy vô cái dòng của con Elisu mà nó làm cái giọng mẹ các bạn à. Thôi bây giờ mình tiễn cái bùa đỏ của nó đi luôn nha. À xem tí mình quên, các bạn cho mình xin lỗi các bạn rất là nhiều nha, vì ngày hôm qua mình đã không có ra cờ nhiếp để cho các bạn chờ mình rất là nhiều luôn. Mình biết là có rất là nhiều bạn đi làm hoặc đi học về, các bạn chờ cái cờ nhiếp của mình. Nó sao các bạn, nó chống cự làm chi không? Cái bùa này là bùa của bố không cơ, giọt các bạn chiên đâu cần lụm cái bùa rồi là cắm đầu chạy luôn. Nó nhìn cái bùa mất nó ức lắm các bạn à, nó ức chế lắm luôn. Cái chơi kiểu này là chỉ gọi là chỉ có nát cái điện thoại người ta thôi các bạn, vì nó rất là ức chế với cái lối đánh này nha. Xin lỗi các bạn rất là nhiều nha, tại vì mình không biết tại sao nữa các bạn à. Nói chung là ngày nào mình đi làm về á, làm việc phía ngoài và mình còn làm việc phía ngoài nữa các bạn, thì nói chung là ngày nào làm về nó cũng mệt cả, nó rất là đuối các bạn ơi. Nhưng mà không hiểu tại sao mình không biết bình luận như thế nào cả các bạn, mong các bạn hãy thông cảm nha. Đôi lúc cuộc sống cho nó không có nói trước chữ ngời các bạn, mình chả hiểu luôn, mình không biết bình luận bất cứ cái gì để mang cái tiếng cười cho các bạn luôn. Thì khi mà mình làm clip mà mình không mang cái tiếng cười được cho các bạn là mình sẽ không làm đâu, vì mình làm để chủ yếu mang cái tiếng cười để cho các bạn xả stress. Mà khi mình không thể tạo ra tiếng cười cho các bạn thì mình nghĩ là mình không làm. Có nhiều bạn là kêu mình chèn nhạc vào thôi, mình không làm các bạn à, vì mình biết được rằng có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều bạn hâm mộ mình, có rất là nhiều em hâm mộ mình, nói chung là rất nhiều bạn fan chân chính
không thích xem cái cờ nhiếp của mình mà mình không bình luận, mình chỉ chèn nhẹ còn thôi, cho nên mình biết điều đó mình không làm đâu nha. Mặc dù là mình up cái cờ nhiếp mà gọi là mình chỉ chèn nhạc, mình up lên YouTube thôi, mình sẽ được doanh thu, nhưng mình sẽ không làm đâu. Vì mình hiểu được rằng các bạn xem cái cờ nhiếp của mình, các bạn thích cái kênh của mình là vì cái phong cách bình luận của mình, chứ không phải là mình đánh hay hay đánh dở nha. Chính vì điều đó mình sẽ không có chèn nhạc vào đâu, các bạn yên tâm nha. Nói chung là mình rất là tôn trọng các bạn luôn. Các bạn có còn nhớ là khi mà mình livestream gần đây nè, mình nói là mình sẽ cắt livestream ra, mình up lên 1 đến 2 clip không, các bạn nhớ không? Nhưng mà các bạn phản đối. Có bạn phản đối, có bạn đồng ý, nhưng mà mình thấy là mình sẽ, khi mình làm vậy mình nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn buồn, cho nên là mình không làm luôn. Các bạn thấy mình có đời nào mình up lên không? Không, không ê. Nhưng mà nói sao đi, mày chạy đâu? Mày chạy hộ bố mày cái. Tao đô mày đi quả tiễn về nè, chứ mày chạy cái đậu xanh nó luôn, nó chơi mình chơi nắm cái quần lại các bạn ơi. Nhưng mà tụi nó chạy lên các bạn, nhưng không sao. Bò cái đậu xanh nó chết ba thằng luôn rồi, mà tôi chưa nói được cái chữ mà luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà hên quá các bạn à, mình tích điểm nội tại nhanh để mình có được nội tại, có được cái in tiêu các bạn à, không là mình bỏ mẹ rồi con Aster với là con Teo Ana rồi các bạn ơi. Ở thì mình nói thật đó, chứ không phải mình nói xạo đâu. Mình rất là tôn trọng các bạn nha. Mình sẽ không vì cái lợi nhuận doanh thu riêng của mình mà mình ép các bạn phải xem cái cờ nhiếp của mình, mà khi các bạn cái cờ nhiếp đó khiến các bạn không thích nha. Điển hình như là cái cờ nhiếp mình không bình luận, mình chèn nhạc kêu là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là mình sẽ cắt từ những cái cờ nhiếp livestream mình up lên để mình kiếm doanh thu riêng cho mình. Mình sẽ không làm đâu, các bạn yên tâm nha. À sẵn tiện đây mình cũng xin phép giải thích các bạn một vấn đề luôn nha. Mình thấy có rất là nhiều bạn hiểu nhầm rồi đó. Ở thì ngày hôm qua mình có up lên Facebook là mình nói là thời gian sắp tới mình sẽ có làm thêm game búp Mobi trên cái kênh liên trên cái kênh Funny Gaming TV của mình nha, để mình làm cho cái kênh của mình nó đa dạng hơn. Ê, nhưng mà nói sao được các bạn? Cái đầu xanh mày là con quy đen hả mày? Tao cho mày quy tiên nè. Mày chạy đi đâu? Trời ơi con mẹ tèo ná gửi bạn ơi, cái tầm này vô combat là đè đúng cái con AD tán bỏ mà nó cho mình. Súng nó gần súng cái gần cửa nè. Chỉ còn đúng một con Arum thôi các bạn ơi. Nó nghĩ nó trâu lắm các bạn à. Trâu đánh lâu cũng chết à con. À mọi người ơi, tem nó bỏ mà rồi mọi người ơi, mà một pha địch bô kêu dành cho anh mu rừng đi rát luôn các bạn ơi. Tao nói nó phè nó đẻ gì đâu đó. Ở thì khi mà ngày hôm qua mình nói mình làm thêm búp Mobi vậy lên cái kênh của mình đó, thì có rất là nhiều bạn hiểu nhầm là các bạn nghĩ là mình làm vì cái doanh thu riêng của mình, mình làm vì tiền chứ không phải là vì các bạn. Nhưng mà nếu các bạn nào mà nghĩ như vậy thì các bạn đã sai lầm rồi đó nha. Làm YouTube nè, mình nói thật các bạn á, livestream bên YouTube không có nhiều tiền đâu các bạn ơi, chỉ có like ở những cái ứng dụng hoặc là Facebook Gaming thì mới có tiền thôi. Chứ còn livestream bên cái YouTube bé này á các bạn nào làm trong nghề mới biết nha. Nói thật các bạn luôn là không có được bao nhiêu tiền đâu. Mình làm búp ghi Mobi đó, mấy búp Mobi đó trên cái kênh của mình chủ yếu là mình chỉ vì phục vụ fan của mình thôi, để mình giải trí giao lưu với các bạn thôi. Nhưng mà chắc từ hôm nay là mình sẽ không có livestream búp ghi bên cái YouTube bé này, cái kênh Finny của mình đó các bạn. Cái Finny này mình sẽ dành riêng cho Liên Quân thôi, độc quyền cho Liên Quân thôi các bạn à. Mình sẽ lại còn nói sao các bạn? Mày làm sao? Cái đậu xanh nó chơi mà chơi nắm cái quần thì chứ mày bỏ cái quần đâu ra đi. Mày bỏ cái đi, tụi bay thay phiên chối hả? Cái đậu xanh tụi bay bỏ một cái thôi là tụi bay xác định nè. Mày lấy tao xanh gõ nè. Chứ chuyện đâu một căng, nhưng mà cái đậu phộng mày nè, tao có anh tiêu rồi nha. Tụi bay đừng có chống cự cái tròn vuông tam giác vuông chứ tìm ngôi sao cái lũ đạn vuông á. Mọi người ơi, nó còn có một tầng à mọi người ơi, nhưng mà nó cũng xác định rồi mọi người ơi, nó xanh cỏ rồi mọi người ơi. Trời ơi, tôi còn sống luôn á hả, tôi không tin luôn á mấy anh này. Ok, thôi để mình lên win luôn nha, chứ mình không nhanh ở đâu các bạn ơi. Ý nhưng mà mình chưa nói video các bạn ơi, bây giờ mình nói video nha, các bạn phải tập trung kỹ các bạn mới nghe được nha. Ở thì cái shot đầu tiên của mình đó chính là cái kiếm cu hồn nè. Cái shot thứ hai đó là đây là du một, và cái shot thứ ba là cái tuôn thiên pháp, cái shot thứ tư là cái bu kiếm, cái shot thứ năm là cái kiếm ba đi, cái shot cuối cùng là cái giáp hồ bàn nha mấy này. Đó, cái bu đồ tôi làm vậy đó, các bạn tập trung kỹ và chỉnh về tốc độ 0.5 thì các bạn mới nghe được cái bù đồ nha. Còn bây giờ thì cờ nhiếp của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã xem cái cờ nhiếp của mình. Nếu các bạn thấy cái cờ nhiếp của mình hay, vui, ý nghĩa, tạo tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi bạn xem sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi về nè, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, và để lại một like và một comment để giúp cho cái cờ nhiếp của mình nó được ăn đề xuất và phát triển nha các bạn ơi, và nhanh chóng đạt được 1 triệu subscribe nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhiếp tiếp theo vào ngày mai.